tâm nhắm. Lồng đèn siêu cun. Cun cun cun, phóng to lồng đèn siêu năng lượng. Không thể nào. Ta đã dùng toàn bộ năng lượng còn lại để tạo ra hố đèn nhân tạo này mà lại thua cái lồng đèn đó sao? Cái gì? Vậy giờ tàu chúng ta dùng năng lượng gì? Quay về trái đất chứ sao? Mama nghĩ rằng đây không phải là một vụ cướp ngân hàng bình thường, mà là một âm mưu gì đó kinh khủng hơn. Âm mưu lớn. Mọi người có thấy từ hết lần này đến lần khác chúng ta đều rơi vào nguy hiểm không? Đúng thế. Đúng thế. Tôi có ý kiến, xin mời. Tôi nghĩ rằng mọi người nên quay về trái đất trước đi. Vì trái đất đang rất hỗn loạn, nếu kéo dài thêm, có thể trái đất sẽ diệt vong trước khi tìm được mặt trăng đấy. Cái gì? Chuyện gì thế này? Tên kia, mau đứng lại, trả lại cho ta mau. Mình mới đi có mấy hôm thôi mà. Ở đâu cũng như vậy, thật hỗn loạn. Đồng hồ Quân có thông tin gì không? Đợi mãi mới thấy hỏi. Xin chào tất cả mọi người. Tôi xin thông báo với quý vị một tin rất khẩn cấp. Đó chính là trái đất của chúng ta sắp diệt vong. Nếu như các bạn đã biết, mặt trăng đã bị đánh mất, mặt trăng nhân tạo sẽ không được lâu. Rồi khi nó tắt, tận thế sẽ đến. Nhân danh lòng nhân ái, tôi xin tặng mỗi gia đình một vé thoát khỏi nơi này bằng tàu vũ trụ Hội Ác Nhân 01. Áo Quên, vậy nếu nhà các bạn có hai đứa nhỏ thì sao? Đợi ý nhà, chúng ta có thể cướp từ nhà khác. Cướp giật đi, giật đi, giành lấy cho các con mình đi. Như vậy mới là cha mẹ thương con. Hóa ra Hội Ác Nhân đã đầu độc tư tưởng của mọi người. Không sao, Mama đã có kế hoạch. Hả? Quân 02 đang thực hiện sứ mệnh thứ hai là tiếp tục thu thập mã QR và tìm mặt trăng. Quân 02 và lồng đèn không đủ nhiên liệu duy trì đã rơi vào hố đèn. Đây là thông báo cuối cùng. Game over. Chiến thắng thường đến khi chúng ta không ngờ tới. Chán. Tính ra họ tự chui đầu vào bẫy luôn á. Chẳng vui tí nào. Bây giờ thì vui chưa ba lão ác nhân? Ủa, ai nói nghe như giọng cô dân ấy nhỉ? Là giọng Mama chứ ai. Hả? Cái gì? Họ vẫn chưa chết. Đúng vậy. Chúc mừng các ông đã bị gãy ông đập lưng ông. Khó hiểu lắm đúng không? Phi thuyền vừa rồi chỉ là phi thuyền không người lái đó. Quay ra sao đi, ba lão ác nhân kia. Quân 03 đang thực hiện sứ mệnh bám theo phi thuyền Hội Ác Nhân lấy lại mặt trăng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chạy mau tiến sĩ đâu? Tầm nhắm. Yeah, trúng mặt trăng rồi. Kéo gì? Dạ. Không được, phi thuyền quá yếu, động cơ không đủ mạnh. Quân 03 chỉ là một cái phi thuyền đồ chơi.
sức đâu mà có thể kéo lại mặt trăng với phi thuyền hội ác nhân của ta. Một đám ngốc. Không được rồi, dây kéo của chúng ta bị đứt. Hắn ta định dùng sức mạnh siêu phàm đỡ lấy mặt trăng sao? Ta sẽ cho ông ta tan tành. Hả? Ba ba! Uống sữa Cool siêu ngon, sưu tập bảo bối siêu Cool, tích lũy 24 thẻ đổi ngay một bảo bình Cool vô cực, săn được 36 thẻ nhận ngay một áo giáp Cool siêu phàm và một giấy xếp Cool thiên biến vạn hóa. Rằng được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một đồng hồ Cool vạn năng